Âm thanh rồi nghe hay xuất sắc không? Xuất sắc không? Được nghe, tuyệt vời lắm. Dạ. Đang thiếu nợ có cho mượn tiền không? Dạ không chị. Lâu lắm rồi thì Thiên Minh Phụng mới trở lại. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Phụng ơi, em giới thiệu dạ. Chương trình mình đang thi đi nè. Ừ dạ, thì em đang thi chương trình Tài Danh Tân Cổ. Tài Danh dạ. Tân Cổ cùng với Tấn Đạt luôn quý vị. Dạ. Là hai người nghệ sĩ của đoàn thì mình đọc cái kết quả làm sao rồi mình có thể share cho mọi người hoặc có trích đoạn gì đó để mình share để mọi người có thể coi lại không? Dạ, tối nay thì hiện tại là mới chiếu tập tiếp theo và Đấng Quân Vương quý vị mình có về quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ bữa nay em tới đây em xin chị lộ là đứng đây cho em hát lô tô phục vụ mọi người được không? Trời ơi, còn đợi gì nữa? Lâu quá rồi. Không cần thay đồ luôn. Thưa quý vị, ở phòng này đặc biệt siêu đặc biệt này chúng ta sẽ có tặng phẩm đó là một cái iPhone 14. Em xin nhắc lại quý vị nha, chúng ta sẽ có 3 vòng loại vé và mình sẽ hiển thị trên màn hình ngay bây giờ để quý vị có thể check lại một lần nữa. Những cái vé lớn đó quý vị gói lại để về nhà ngày mai tới có thể trúng liền một cái TV Smart TV 43 inch. Còn ngay bây giờ cái iPhone sẽ thuộc về tay ai? Những cái vé cuối tay chị Thanh còn dài vé kìa quý vị. Ai chưa có vé mình đầu tư liền 70.000 đồng một vé mang iPhone về nhà nha. Hồi nãy có chị kia chị hối quá thì cuối cùng chị cũng trúng đó. Rồi ngay bây giờ ở vòng loại này chúng tôi sẽ có tổng cộng là 4 nghệ sĩ thôi, chỉ cần 4 nghệ sĩ thôi. Đầu tiên là Tiêu Minh Phụng và em và người đẹp La Kim Quyền. Dạ. Tiếp theo nữa là bạn này tên gì? Mộc Trà. Dạ Mộc Trà, sẽ 4 người hát cho quý vị dò thôi để quý vị không có lộn. Dạ chị Quyền lên đi chị. Rồi, kính thưa quý vị, theo bây giờ em hỏi quý vị đã xong hết chưa? Có ai chưa có vé không? iPhone nha. Và trước khi sổ thì cũng nói luôn em sẽ trao cái bản tượng trưng trước, sau đó mình sẽ đi di chuyển lên trong mình kiếm một cái thỏa thuận. 10 giờ sáng ngày mai có mặt ở Minh Tuấn Hàng Xanh trên đường Trần Quang Khải, em sẽ gửi cho quý vị và đập hộp liền cái iPhone theo ý của mình, tại vì đoàn sẽ tặng 128GB iPhone 14, nhưng mà quý vị có thể bù tiền để update lên thêm những cái phiên bản mà mình yêu thích nha. Rồi ngay bây giờ chúng ta trên sân khấu chỉ có 4 nghệ sĩ lô tô thôi. Chung Hoàng Hân đưa lên chị gọi em luôn cung đi trong. Dạ. Lên hả chị? Trời ơi. Rồi ngay bây giờ ai có vé đặc biệt dạ mình check lại các vòng loại dùng cho em nha. iPhone 14 128GB với các mã số vòng loại 25442545542. Được chưa ạ? Hợp lý chưa? Bắt đầu nghe. Dạ, vậy thì bỏ tên lại em mời khán giả lên quay băng nha. Để cho mọi người thấy là nó công tâm lắm. Và có ai mà học cô bé không? Chị xin mời cánh tay. Rồi em gái mình lên quay băng nhìn chị nha. Rồi, dễ thương, nhanh nhạy đó. Dễ thương. Rồi, ai chưa có bé thì mình giơ tay mình mua ủng hộ đồng tiếp nha. Giá đâu? Đây, giá đây, giá đây, giá đây. Xuống đây Thanh ơi. Dạ. Mấy người, trời ơi, bây giờ phút cuối nè. Phút cuối mới đầu tư nè, tức chết. Đó. Rồi sẵn sàng chú quý vị ơi, cho em hỏi bên đây mình có chưa mấy anh, có chưa hồi nãy mấy anh nói đó, có rồi phải không? Dạ em quên, tại nãy em về như thế này xong đi với anh nha. Rồi còn ai muốn lấy thêm không ạ? Dạ ok, sẵn sàng chưa mọi người ơi? Dạ lên xe bắt đầu dò số gì ơi. Chị có kêu không? Có chị có hả? Dạ rồi quý vị ơi, chưa có đáp bé giơ tay giùm em nha quý vị nha. Gì đây mày, gì đây con mấy, gì đây mày, gì đây con mấy, gì đây mày, gì đây con xuất gì đây, lăng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mày nghe gì đây, cô bà gần xa là đi đây mà nghe kêu số, kêu chúng là trời cho không đúng là trò chơi à, số gì đây mày, gì đây con mấy, gì đây bị chăn bò, để trời to thật to là mà không đi em lấy cái kem đặt vô mông con bò nó chạy đi vô, bắt đầu em kêu lô tô số gì đây mày, gì đây à, số gì đây mày, gì đây mày, gì đây à. Gì đây? Chơi đến đến để ta đến đến bên ta bên nhau chơi sầu em ơi, chơi hát nhiều nhiều điều mỗi đời ta đêm nay ca nhạc DJ ơi chúng ta cùng hát bấm 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 say thì bấm 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 say thì bấm 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 say thì ca đêm nay hát bấm 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 say thì bấm 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 say thì ca đêm nay hát bấm 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 say thì bấm 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 hoài nhỉ, có chùa có số thì từ từ bấm từ từ nó ra bấm 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 say thì bấm bấm gì đây mày, gì đây mày, gì đây nhớ đẹp hát sao thì mình quả vậy nha, vô vô số gì đây mày, gì đây à nghĩa chia cho ba, nghĩa chia cho ba anh chị, số đây là tâm quả, chúng ta đâu có hiểu thế qua ủa chị mày,
Hai mươi một, hai mươi hai, hai mươi bốn, hai mươi một, hai mươi một, hai mươi.
có người đọc giải rồi chị. Chị đứng đấy giùm em nha. Yeah, quý vị thân mến, em thấy được một chuỗi cho bà, còn ai nữa không à? Dạ, trời ơi, phòng này có 3 mã vé mà chỉ có 1 người trúng thôi. Dạ, bây giờ em coi sơ trước cái nha, rồi để em mời quý vị lên. Đúng không, chắc không? 100%, dạ, 2, 5, 4, 5 số 9, 23, 35, 44 đúng không? Đúng chưa? Dạ, dạ, nhưng mà để công bằng, nếu em mời một khán giả bất kỳ bước lên hỗ trợ dò lại giùm em được không à? Không, người lớn thì dạ, dạ, em mời chị, dạ. Rồi, ngay bây giờ, kính thưa quý vị, em sẽ nhờ chị gái đối chiếu lại giùm em. À, em gái quay số là ngại đối chiếu lại ha. Rồi, ngay bây giờ, vòng loại vừa rồi chúng tôi có 3 vòng là số là 2544, 2545 và 2542. Đây, 2545. Dạ, rồi mình đọc cái giải số đi ạ. Dạ, cái này. Số 9. Số 9. 23. 35. 35, có 35. 44. 44, có 44. Dạ, quý vị hồi nãy giờ mình dò mình có đúng không ạ? Dạ đây, số 9, 23, 35 và 44 chính xác. Dạ, em gửi chị một vé vòng loại tiếp theo nha. Rồi, thank you, tặng anh chị gái một vòng luôn à. Rồi, dạ, em mời anh sẽ bước vô đây. Anh ơi, anh tên gì? Tại vì dòng này thường á là người ta trúng nhiều dữ lắm. Nhưng mà có một mình anh trúng rất là hên luôn. Giới thiệu về mình trước nè. Jimmy Hải, hình như là salon tóc Jimmy Hải luôn đúng không? Dạ, đêm nào cũng chơi, xuống tới Bình Dương ủng hộ luôn. Cho nên đây là một cái phần quà phải nói là rất là cảm ơn anh và rất là xứng đáng luôn. Dạ, xin mời anh là nhận một cái iPhone 14 nha. Dạ, hy vọng là anh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa.